giải cứu kịp thời. Việt Nam chơi là chạy được phát sóng lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 19 tháng 9 2021. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất khó khăn vì cái khoảng thời gian này mọi người biết rồi, thì sau khi quay ở đây vài tập thì chúng tôi phải bay đi nước ngoài vài tập, thì ở đâu tình trạng nó cũng gần như nhau. Thì qua bên đó thì anh em phải bảo bọc nhau, phải bảo vệ nhau, rồi mình phải thủ tục, rồi tất cả cách ly, rồi mình khai báo y tế, rồi mình nói chung phòng bị về y tế rất là kỹ và làm đúng luật. Thì bên cạnh đó, thưa quý vị, chúng tôi còn phải lo đồ ăn nữa quý vị. Tại vì quý vị biết rồi, đồ ăn nước ngoài mà quý vị, đâu phải mình ăn hợp quý vị. Thì đó, thì tôi có đem theo một ít lương thực nho nhỏ, chẳng hạn như mấy cái đồ khô, có trong đó có tôm một nắng, rồi khô gà, khô heo. Thì tôi tính là mình sẽ dàn trải đó trong khoảng 10 ngày để cho các em chia đều ra ăn. Không quý vị ạ, à, ngày đầu tiên xuất hiện tại phòng của tôi, Chuyên Phạm đã ăn hết một hũ khô gà quý vị ạ. Không có nha, đó là những người xuất hiện. Và ngày hôm sau những người lại ăn tiếp một hũ khô heo nữa ạ. À. Anh Giang hứa cho em ăn tôm, mà đến ngày về em vẫn chưa thấy con tôm đâu. Ăn thịt. Những con tôm cuối cùng đã bị Ngô Quy ăn thịt em ạ. À. Rồi chưa quý vị ạ, à, khi ra đi, vợ tôi có đưa một ít tiền để tôi đổi qua tiền Hàn Quốc, đem tôi Hàn Quốc tôi sao. Tôi không ngờ trong đoàn của tôi, các anh em của tôi, 7 người còn lại có những ngón đòn nhanh tay lẹ mắt quý vị. Khi trở về phòng với một cái bao ni lông trên tay, tôi kiểm soát lại thì một nửa số tiền đã bị mất, và tôi có liên hệ với hệ thống an ninh của khách sạn bên đó. Họ bảo số tiền đã được chuyển vào cái vali hình con thỏ của Ninh Dương Lan Ngọc. Trời ơi Ngọc ơi, không tin luôn á Ngọc. Thảo khấu mất mặt quá. Là đây là một cái thông tin mà anh chỉ muốn đem lại niềm vui cho mọi người thôi đúng không anh Giang? Đây là thông tin thật à, đây là tin thật à. Không, mục đích của em là chỉ đùa giỡn thôi, nhưng mà không ngờ là đùa giỡn là trả lại. Đằng này có trả lại đâu mà sao gọi là đùa giỡn được. Em quên, tại vì anh biết rồi, đi quay về rất là mệt rồi, buồn ngủ quá. Cái rồi em lấy tiền đó em đắp lên mắt luôn, cái rồi em ngủ quên mất. Không, đi. Không phải. Cái này em phải bên chị Ngọc một cái, là chị Ngọc thấy là rồi, qua bên Hàn Quốc là khó khăn như vậy á, thì chị phải lấy tiền của người giàu phân phát cho người nghèo. Trong khi những đứa em ở tay không, trắng túi, thì anh lại một đống tiền. Thì lẽ nào anh Giang lại nở lòng nào để cho các em nhịn đói ở Hàn Quốc đúng không ạ? Thì chị Ngọc chỉ đang làm điều lương thiện thôi anh. Em ủng hộ tinh thần đó của chị Ngọc. Mình tụi em có chờ lại nhanh dòng số 4 để anh. Lý do không chính đáng lắm à. Em cũng muốn khai thiệt là cảm ơn Trường Giang với một em câu chuyện khá là buồn. Em chỉ có lấy 50.000 thôi, còn lại là anh Huy nè, anh Chun nè, rồi okay. Ngân nè, rồi anh Vinh Phát, rồi Caric nữa. Trời ơi, tự nhiên mọi người cứ kêu là
lấy thêm không đi. Nha, em xin đính chính, không em phải là người đầu tiên trả lại à. Không phải luôn. Không trời phải ơi. Tối hôm đó mọi người ơi, tối hôm đó là cộng lại cộng đưa cho Chua 50 won, 50.000 won hay 5.000 won gì đó, rồi nói là anh Giang lì xì cho mỗi đứa. Cái em tưởng thiệt, em nói trời anh Giang dễ thương vậy. Cái em nói đúng rồi anh Giang lì xì đó. Cái em thấy vậy em nhận, em chúc anh Giang dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tất tài phát lộc, rồi em vô ngủ. Chua ơi, em cũng được nhận số tiền y chang như vậy. Chúng ta gặp anh nhau Giang mỗi ơi. Ngày mà cớ gì anh phải lì xì cho em qua một người khác. Nhưng mà anh Giang có nhớ là lần trước anh Giang tổ chức chơi game xong rồi mượn tiền của em không có trả lại cho em không anh Giang? Chứ em có lấy tiền của anh đâu. Hình như là 200.000 won hay 20.000 won gì đó. Làm ơn trả cho em đi. Nhưng đi. Khi mà anh mượn em 10.000 won để gọi là đưa cho người chiến thắng là Jun á, thì những số tiền còn lại đã rơi vào tay của gương mặt đẹp nhưng tâm hồn dao kéo Lan Ngọc. Trời ơi. Nghe giọng nặng lời vậy. Tôi đã nói rồi, tôi đã từng kể với mọi người á. Tôi hỏi Vinh á là Vinh ơi, khi mình mơ thì có ngược lại không? Vinh nói không, mình mơ như thế nào thì mọi việc nó sẽ diễn ra như thế đó. Thì tôi qua Hàn Quốc, tôi mơ thấy một cảnh là Lan Ngọc gặp tôi. Lan Ngọc nói ôi anh Giang, anh ăn uống gì chưa trong giấc mơ nha, anh sao anh khỏe không, có cần uống thuốc gì không, ngay tóc tai rồi gì không, quần áo sạch đẹp, có người lo ủi quần áo chưa. Là một con bé rất dễ thương, rất là nhân từ và hiền hòa, thì cuộc đời nó trái ngược lại Vinh à. Bé đối xử với tôi như vậy. Khi tôi dạ, anh lại tiếp tục đối xử với em chứ vậy. Tại sao giờ anh Giang nhìn thẳng với Ngọc đối xử với anh đi, anh lại đối xử với em. Anh đối với em chỉ là quên thôi. Và anh là mượn, đã mượn là gì? Mượn là sẽ có trả. Còn bé đẹp này nó có mượn đâu, nó vô tình nhặt được khi anh đang cầm mà. Nhặt được khi đang cầm. Cái đó là giật được khi đang cầm chứ anh sao lại. Dạ. Anh nói cho nó nhẹ nhàng. Em đi ngủ hơn. Rồi mọi người. À đó là một cái câu câu chuyện vui hay buồn thì chắc Hiếu cũng không biết, nhưng mà đó là một kỷ niệm rất là buồn với Trường Giang. Bây giờ thì còn một kỷ niệm nào của ai nữa? Đó là một kỷ niệm nào? Đó là một cú sốc về tâm lý, tôi khẳng định. Đây là một kỷ niệm, đây là một cú sốc về tâm lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một cái kỷ niệm, có thể kỷ niệm này là của Lan Ngọc nhưng có thể cũng là sẽ một cú sốc tâm lý cho người khác. Xin mời Lan Ngọc ạ. À, không, thật ra thì anh Giang, nhân dịp anh Giang kể kỷ niệm về em thì em cũng muốn chia sẻ một chút kỷ niệm với anh Giang á. Không biết tại sao mà trong cái chương trình này á thì hai anh em thì có một mối quan hệ mà gọi là gắn bó với nhau cực kỳ luôn, từ trong chương trình ra đến ngoài chương trình. Thì đây là một cái ẩn số vô cùng tuyệt vời luôn mà Ngọc nghĩ là khi mà coi chương trình. Đừng nói gì thêm nữa, đừng nói gì thêm nữa, đó là bí mật ạ. Dạ, dạ bí mật đó thì cũng động trời lắm mà, nên hy vọng là khi mà mọi người coi chương trình thì sẽ hiểu được những gì mà Ngọc đang muốn nói. Tôi phải lèo lái và che chở cho em nó nhiều lắm mọi người ơi, tôi quá mệt mỏi. Không nói chứ, năm nay á, năm nay em có một cái điều rất là vui á, là tại vì có thêm một thành viên nữ nữa, đó là Thúy Ngân. Thì đây là một cái nhân vật mà phải nói là sức trâu thật sự luôn, tại vì đã từng tham gia một chương trình cùng với Ngân rồi. Thì ai thấy được cái Ngọc điều ơi, đó Ngọc ơi, em vừa mới cái từ gì vậy nè. Trời, con gái mà chị khen sức trâu đó là khen hay là để nó sao đâu Ngân. Ai vô chương trình cũng có khuynh hướng có nickname động vật hết trơn, em yên tâm đi. Thỏ rồi do thiệt sự nha. Thì vậy thì đây là không cho nước nha, vui của hai đứa mình. Ủa phát vô tay nhớ nhờ vậy mà em hai chị em mình phát. Không bị anh vô tay sẽ nói chuyện nè mọi người ơi. Phát vô tay cho nó nói đi. Ok, dạ em sẽ phát biểu ạ. Tại vì nếu mà nói về sự minh bạch về tiền bạc thì trong tim 8 người này Phát nghĩ Phát là người minh bạch nhất. Bằng chứng đó là Phát không có hề thiếu gì về với chuyện tiền bạc với anh Giang. Khi mà Phát chỉ bị mỗi một cái vấn đề nhỏ thôi. Sẵn đây em xin đừng truyền bên anh Phát thì chậm lắm mọi người. Ủa thôi trả lại Phát mà đang theo dõi chương trình này nha. Đó là Phát lên đồn chuyến xe thôi, cái ngày về. Thì
đó, cái kỷ niệm duy nhất mà Khánh nhớ tới bây giờ khi mà đang anh Giang cứu cứu phát đi à, cứu cứu ủa phát phát này ở số mấy vậy anh em? Phát ơi, đi lại xong đi phát còn phát lại tắt vali sau khi mà mình thấy con Thái rất là nhanh nhẹn, tại vì lúc trước mình học du lịch xong cái đầu mà vừa đó sân bay một cái là tắt vali đi thẳng ra ngoài, thay vì đợi mọi người bên trong không thấy là ok ra ngoài cho nó khó, ai về vừa ra ngoài xong bắt đầu có mấy bạn bên top á mà ô anh Thái đã rồi bắt đầu là xe đi, rồi ta cũng cho lên xe xong ta thấy ok lên xe ngồi cho ngồi đợi cho nó mát, lên xe ngồi đợi tí ai về xe chạy luôn. Và cái ngày hôm đó khi mà về tới coi như là phải đợi mọi người cả hơn một tiếng đồng hồ đó, thì có thể thấy là nếu mà nói về cái sự thật thà và cái sự minh bạch thì chắc không cái này thì vui quá ha. Anh có ý gì nè anh hay sắp cười rồi phát. Sắp cười rồi phát à, khi mà em bắt đầu câu chuyện á thì tất cả mọi người đều chăm chú rất nghe, chỉ riêng có một mình Ngô Kiến Huy là cười rất nhiều, bịt miệng cười, thì anh muốn nghe tại sao vậy Huy? Nói về sự minh bạch của Phát á anh, thật ra là có một cái câu chuyện về Phát với Ngân luôn, là một kỷ niệm của em mà em bị gọi là nhớ đời đến đó. Tại vì cái đợt ghi hình ở một đất nước xa xôi như Hàn Quốc anh biết rồi, thì trò chơi tụi em sẽ không được công bố trước là trò chơi gì, nên vì thế em rất là thoải mái và em có mang theo những chiếc gọi là quần giấy đi để mà mình chơi những trò chơi vận động dưới nước à. Thì em chỉ có 5 cái thôi, thì em dự trù là 5 cái này thì em sẽ xài hết trong 5 ngày, thì mỗi ngày một trò chơi dưới nước. Và Phát nói với em là Phát rất là minh bạch, cho em một cái thôi anh Huy, rồi các em đưa Phát nè 5 cái luôn anh. Phát có lấy sạch, nó lấy sạch và em lục lại còn cái duy nhất. Thì ngày hôm đó đúng ngay là ngày em chơi với Ngân. Và Ngân như Ngọc nói là một trong những thiếu nữ có một cái sức mạnh không lường trước được. Nếu mà có anh trôi biển thì Ngân cũng là một trong những đối tượng mà nó cũng thuộc trong dòng cái dòng mà cao cấp đó. Sư tử biển, sư tử biển. Cao cấp. Sư tử biển. Cái dòng cao cấp. Thì có một cái trò chơi cuối cùng là mọi người cũng biết là hấp dẫn nhất là cái trò xé bản tên. Thì con bé nó không có xé bản tên em. Quỳ. Nó xé cái khác. Dạ. Không làm gì anh, cái đó là em vô ý một chút xíu thôi Quỳ. Không, em không, lỡ không, tay không. lỡ trớn thôi Quỳ, chứ em không có cố tình, nó gần nhau quá cái phạm em vi. Em không nhân như vậy luôn. Và đó là một câu chuyện rất là đau lòng của em với hai người em là bé Ngân và bé Phát. Em không ngờ. Mọi người ơi, cái rít có đang online không mọi người? Cái rít có đang online không mọi người? Không ai thấy gì của anh hết đó, đừng lo. Anh thì đó ta biết là nãy giờ thấy cái background rất đẹp nha, màu tím rồi. Còn anh em anh cũng có màu nè mọi người hả, anh chuyển màu được rồi mọi người. Ủa, cái gì vậy? Còn có món. Ủa, anh em theo luôn hả? Ủa mọi người sao chớp rồi, biết rồi. Vinh, Châu Lân Vinh là bàn thờ ông địa hả? Em có trong phòng nha mọi người. À Caric ơi, nãy giờ anh thấy em Caric cho anh nói chuyện Caric nha. À, nãy giờ anh thấy em có vẻ là Ủa sao anh im luôn vậy? Alo. Mà nãy giờ anh đâu rồi? Mà nãy giờ anh thấy mọi người đang rất là náo nhiệt, chỉ có một mình em Caric đang ngồi rất là lặng lẽ và ngắm nhìn từng người. À, không biết kỷ niệm của em là gì nhỉ? Quá sợ hãi. Của em á? Đúng rồi. Của em thì khi mà em đi vào chương trình này thì em có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà ban đầu thì em nghĩ là em là người nói chắc cũng nói nhiều cỡ anh Giang đi. Không ngờ sau em nghĩ là tới khi em gặp mọi người ấy thì em mới phát hiện là cuối cùng là em giành luôn cái vị trí của Phát ở cái mùa trước. Và gì ta? Đúng rồi, có một cái quan điểm đối với em á là lúc nào Ngân á là cũng lúc nào Ngân á cũng là người sẽ rất là yếu, tại vì em nghĩ là em đã từng nghĩ là Ngân là người chân yếu tay mềm, cho tới khi á mà Ngân
vò em dùng từ vò em, trên người em không còn cái gì luôn anh, thì em là người khác. À, trời ơi, sao hôm nay giống như đại em học nghĩ, bạch em á chứ. Em không nghĩ là Ngân là con gái nữa, em nghĩ Ngân là một võ sĩ lực điền nữa nè. Thì cái giây phút đó một là mọi thứ nó thay đổi hết. Khoảnh khắc đó đó em mà đối là vui nhất. Trời ơi, anh nói như vậy thì phải để cho em nói. Anh chưa từng xem em là con gái trong chương trình này luôn á, Rick. Chưa từng một người nào xem em là con gái luôn. Ủa, đại hội dịch mặt hả mọi người? Sao bớt coi được? Anh không xem em con gái em còn sống hả? Hả Ngân? Trời ơi, thiệt. Ủa? Nhường xong giờ đó. Trời ơi, thiệt. Không xem là con gái. Em nhường, anh nhường. Chưa từng một lần nào anh nhường. Võ sĩ. Là gì nữa? Thí Ngân. Trước khi mà em sẽ kể về kỷ niệm của em á, thì thật ra hồi nãy giờ anh thấy là Carrick nè, cũng như là Liên Bỉnh Phát á, nói về em, có nghĩa là với một cái sự bất ngờ về đó. Nhưng mà đối với anh á, thì anh thấy nó không bất ngờ, tại vì á... Không anh ơi, tụi em phải nói về sự bất ngờ đâu, tụi nói về sự bất mãn đó. Nói về sự bất mãn. Thật ra về cái sức khỏe của Thiên, thật ra là mọi người đang khen, anh nghĩ là mọi người đang khen về cái sức khỏe của Thiên Ngân đó, nhưng mà đối với anh cái việc đó không có lạ. Bởi vì thí dụ như nếu mọi người mà xem cái phim, những cái bộ phim mà Ngân đóng đó, có những cái bộ phim hành động á, trời ơi nó rất là ghê gớm, và quay đêm quay hôm rồi này nọ, và Ngân đã đảm nhiệm cái vai diễn nó rất là tốt. Bây giờ là kỷ niệm của Ngân đi. Ngân chia sẻ cho mọi người biết kỷ niệm của em nha. Thiệt luôn á. Em rất là nhiều kỷ niệm, mà em nghĩ một cái kỷ niệm của em rất đơn giản, mà nãy giờ mọi người đưa cho em những cái kỷ niệm rất là chấn động tâm lý của em á. Xong rồi đó, kỷ niệm của em nó nhẹ nhàng kinh khủng, hài lòng mỗi ngày. Cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là kỷ niệm em với chị Ngọc liên minh lại với nhau. Liên minh lại, chị nhớ cái vở mạnh chung được em với chị không? Cái đó đừng kể. Vậy mà không tiêu diệt được ai hết, buồn lắm. Hai chị em liên minh nghĩ không. Là cũng dữ dội lắm. Dạ. Em phải kể cái chuyện mà anh Vinh anh không hài lòng em mỗi ngày đó, cái đó mới là kỷ niệm. What? Em cũng không hài lòng đâu. Trời đất ơi. Biết làm gì mà ngày nào anh Vinh cũng kiếm chuyện với em, mỗi ngày một câu chuyện là anh Vinh luôn. Anh luôn khó chịu em từ ví dụ tóc em hôm nay dài. Sao tóc em dài quá vậy Ngân? Sao hôm nay mình chứng em chứng em đâu chứng? Sao chân mày em hôm nay không có? Buồn quá. Buồn quá. Vô trong đây mọi người không những ngạc nhiên về sức mạnh của Ngân, còn giờ thêm cái mà Ngân dựng chuyện lên nữa. Tôi buồn quá. Em có dựng chuyện không mọi làm người? Chứ anh đâu có khó chịu tóc đâu. Trời ơi. Tôi chỉ cảm thấy là em ơi em bị đứng gần vô chút thôi, hay là đứng gì đó đó, chứ gọi là mình nhắc nhở không nhau đứng thôi. Gần anh giờ khó chịu bị đầy không? What? Là em không đứng gần anh khó chịu đứng không? Anh chỉ nói trong cái hàng ngủ thôi. Với khán giả chứ không phải là câu qua chủ đề đó mà. Nha. Em xin lỗi.